Nhiều ngày qua, báo chí và dư luận đã phản ánh thông tin chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, trưng bày và quảng bá xá lợi tóc Đức Phật có từ 2.600 năm trước, được cho là rước từ tu viện Barami Myanmar về, gây xôn xao dư luận. Ban thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu Đại đức Thích Trúc Thái Minh trụ trì chùa Ba Vàng gửi góp báo cáo giải trình về nguồn gốc xá lợi tóc Đức Phật và về việc tổ chức sự kiện này. Đồng thời, giáo hội cũng yêu cầu Chùa Ba Vàng và trụ trì chùa gỡ bỏ ngay tất cả các giới thiệu về xá lợi tóc Đức Phật ở Chùa Ba Vàng trên các trang thông tin của chùa và của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, cũng như các trang mạng xã hội có liên hệ đến sự việc trên. Đây là hình ảnh dự án Hạc Thành Tower nằm trên đường Phan Chu Trinh và Hạc Thành, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, liên quan dự án này, thời gian qua cựu bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến, cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng và loạt lãnh đạo sở ngành, doanh nghiệp đã vướng lao lý. Khu đất này được ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sông Mã để triển khai dự án Hạc Thành Tower. Dù nằm chủ yếu trên đường Phan Chu Trinh, thế nhưng trong quá trình giao đất, ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa lại áp dụng tiền đền bù theo trục đường Hạc Thành. Ngoài ra, Dự án được phê duyệt giá đất năm 2013, nhưng vẫn áp đơn giá năm 2009. Từ đó, dự án được xác định đã gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 55,8 tỷ đồng. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 9 bị can, trong đó có cựu bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến, cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Tình Xứng, cựu giám đốc sở tài chính Thanh Hóa Đinh Cẩm Vân. Ngày 31 tháng 12, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ Hồ Thị Hạnh, 22 tuổi và Đậu Thị Liên về hành vi môi giới mại dâm. Trước đó, công an phát hiện Hạnh điều hành đường dây hoạt động môi giới mại dâm trên mạng, từ giới thiệu là nữ người mẫu ảnh nổi tiếng, sinh viên và diễn viên điện ảnh Hoa Khôi Hot Girl. Hạnh đã quản lý trên 30 gái bán dâm, trong đó có các hot girl, sinh viên, hoa hậu, diễn viên điện ảnh nổi tiếng với giá bán dâm từ 14 triệu đến 50 triệu đồng một lượt. Mỗi lần môi giới thành công, Hạnh Liên được hưởng số tiền từ 4 đến 15 triệu đồng một lần của gái bán dâm. Ngoài việc môi giới mại dâm, Hạnh và Liên Khai còn trực tiếp tham gia bán dâm với giá 25 triệu đồng đến 50 triệu đồng một lượt, tương đương từ 1.000 đô la Mỹ đến 2.000 đô la Mỹ cho các đại gia trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 31 tháng 12, công an thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ Nguyễn Trần Cao Nguyên, 42 tuổi, hiện là phi công cơ trưởng, Nguyễn Thị Ly, 42 tuổi, tên thường gọi là quạ, bạn gái của Nguyên, Huỳnh Lê Bảo Yến, 29 tuổi, để điều tra về hành vi chứa mại dâm. Riêng Võ Thị Minh Thùy, 33 tuổi, đã bỏ trốn. Trước đó, vào tối 25 tháng 12, công an bắt quả tang Ly Yến tổ chức môi giới cho 4 cặp nam nữ mua bán dâm tại một căn hộ ở khu dân cư trên đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1. Theo điều tra bước đầu, Nguyên tổ chức nhà hàng karaoke có tiếp viên nữ phục vụ và để tiếp viên bán dâm cho khách có nhu cầu. Khi khách có nhu cầu mua dâm thì được phục vụ tại các phòng giá bán dâm dao động từ hàng chục triệu đồng đến vài ngàn đô la Mỹ cho một lần. Để hoạt động, Ly liên kết với Thủy tìm kiếm gái bán dâm để ăn chia với nhau và Yến giúp sức thông qua việc đi chợ mua đồ ăn thức uống, phục vụ khách ăn uống tại chỗ và ghi sổ các lần khách quan hệ tình dục. Ngoài ra, Ly còn cho biết môi giới bán dâm cho các đại gia qua một số người nổi tiếng tại địa bàn Hà Nội, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đồng Nai, An Giang và thành phố Hồ Chí Minh. Dù đã bước vào kỳ nghỉ Tết dương lịch, thế nhưng hiện tất cả các gói thầu thuộc dự án sân bay Long Thành đều được thi công xuyên suốt không nghỉ lễ. Theo đó, các liên danh nhà thầu duy trì khoảng 3.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công các gói thầu. Khoảng 1.000 trang thiết bị máy móc cũng được huy động để phục vụ thi công. Việc duy trì thi công xuyên lễ nhằm mục tiêu đảm bảo tiến độ các gói thầu của dự án đúng cam kết với chính phủ. Dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1, các liên danh nhà thầu đang triển khai thi công các gói thầu sang nền thoát nước, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách sân bay Long Thành giai đoạn 1, thi công xây dựng lắp đặt thiết bị công trình đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đổ tàu bay và các công trình khác. Thi công hai tuyến giao thông T1, T2 kết nối sân bay Long Thành. Chuyển sang phần tin quốc tế, các chuyên gia từ Đại học Nottingham, Đại học Bradford của Anh và Đại học Stanford của Mỹ đã sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để phân tích đặc điểm bức tranh nổi tiếng Madonna de la Rose. Kết quả gây giật mình, khuôn mặt của thánh Joseph dường như không được vẽ bởi bàn tay Raphael. Ngoài khuôn mặt thánh Joseph ra, tất cả các phần còn lại của bức tranh đều được AI xác nhận là được vẽ bởi danh họa Raphael dựa trên đối chiếu với các tác phẩm khác của ông. Các tác giả cho biết độ chính xác của AI này lên tới 98%. Những con sóng có thể cao tới 9 mét đe dọa nhà cửa và phần lớn khu vực ven biển bang California, Mỹ. Theo Reuters, Sở Cứu hỏa hạt Ventura phía nam bang California đã đưa ra cảnh báo sơ tán từ hôm 30 tháng 12 đối với các khu dân cư dọc theo đường cao tốc bờ biển Thái Bình Dương, đồng thời tiếp tục đóng cửa các bờ biển trong khu vực. Hạt Ventura, cách Los Angeles khoảng 105 km về phía Tây Bắc, đã bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt kể từ hôm 28 tháng 12, khi sóng lớn tràn vào nhà cửa và các cơ sở kinh doanh. Đến ngày 30 tháng 12 theo giờ địa phương, cơ quan thời tiết quốc gia tại Los Angeles dự báo tình hình xấu đi với các con sóng cao chót vót có thể gây ngập lụt đáng kể ở các khu vực ven biển trụng thấp. Song song đó là các dòng chảy xa bờ mạnh gây ra nguy cơ đặc biệt về đuối nước và làm hư hại các công trình ven biển như cầu tàu, cầu cảng. Mối đe dọa lũ lụt ven biển này được cho là do hệ thống bão ở Thái Bình Dương. Hệ thống này cũng gây ra mưa lớn ở bờ Tây Thái Bình Dương từ hôm 29 tháng 12, trùng với đợt thủy triều vua đặc biệt cao cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin hẹn gặp lại trong các bản tin kế tiếp